Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 12, từ câu 1 đến câu 8. Hôm ấy vào ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy mới nói với Chúa Giê-xu: "Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát." Người đáp: "Các ông chưa đọc trong sách sao, David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa và đã cùng các thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách luật rằng ngày Sa-bát, các tư tế trong đền thờ vi phạm luật Sa-bát mà không mắc tội đó sao? Tôi nói cho các ông hay, ở đây còn lớn hơn đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này, ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông sẽ chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, con người làm chủ ngày Sa-bát." Quý vị và các bạn thân mến, giáo huấn của Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-xu dạy chúng ta cách sống tuân giữ ngày Sa-bát. Nay là ngày Chúa Nhật. Việc tuân giữ này không hề tại bởi việc kiêng việc xác, dành giờ đến nhà thờ cầu nguyện vì luật quy định. Nhưng việc này cần được làm với tấm lòng yêu mến. Quả thế, đối với nhiều người Do Thái, nhất là giới cầm quyền trong đạo, họ tuân giữ ngày Sa-bát rất nghiêm ngặt. Ngày Sa-bát không được làm gì nặng nhọc mang tính lao động, chẳng hạn như không được đi quá 500 bước chân. Ngoài ra, vì phải giữ luật kiêng việc xác, nhiều người khi những người thân trong nhà bị đau bệnh cần sự chữa trị của thầy thuốc, họ cũng không dám mời thầy thuốc đến để cứu giúp. Hay như việc các môn đệ của Chúa đói, bứt vài bông lúa để ăn cho đỡ đói thì bị xem như là làm việc xác ngày Sa-bát. Thật là một hình thức quá luật lệ. Vì thế Chúa Giê-xu muốn thay đổi não trạng tuân giữ luật như thế nơi họ. Chúa muốn họ hãy tuân giữ luật Chúa bằng một tinh thần mới, một tinh thần của tình yêu. Do đó, vì tình yêu con người, Thiên Chúa không ngừng ngại chữa lành và cho nhiều bệnh nhân đang đau khổ hay xua trừ ma quỷ ra khỏi họ, cho dù ngày ấy là ngày Sa-bát. Làm như thế, Chúa muốn con người trở về tình trạng hiệp thông với Chúa cách thấm thiết hơn. Là người Kitô hữu, chúng ta hãy sống tinh thần tuân giữ đạo Chúa bằng một trái tim yêu mến. Trong thời gian cách ly xã hội vì dịch bệnh COVID-19, rất nhiều người ao ước được đến nhà thờ ngày Chúa Nhật. Nhưng vì lợi ích của cộng đoàn, vì ngăn ngừa sự lây lan của virus trong cộng đoàn, giáo hội đã miễn chuẩn cho các Kitô hữu không phải đến nhà thờ trong ngày cách ly. Bù lại, chúng ta có thể tuân giữ việc tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật bằng việc đọc kinh, suy niệm lời Chúa tại gia đình, hoặc hiệp thông theo dõi các thánh lễ được cử hành trực tuyến trên mạng Internet hoặc truyền hình. Thế nhưng, vẫn có những người chưa cảm thấy đó là một sự an tâm sống đạo trong khoảnh khắc khó khăn như vậy. Họ muốn là phải được đến nhà thờ xem lễ, được rước Chúa dưới hình bánh cụ thể thì mới được. Điều này không chỉ gây khó khăn cho chính các vị hữu trách trong cộng đoàn, nhưng biểu lộ một tinh thần sống đạo còn non yếu của một số người. Ước chi lời Chúa hôm nay là một bài học quý giá để chúng ta thay đổi suy nghĩ cũ và mặc lấy tinh thần sống đạo mới như Chúa mong muốn. Ta muốn lòng nhân chứ không muốn hy lễ. Lạy Chúa Giê-xu, xin ban ơn đức tin cho chúng con. Xin giúp mỗi người chúng con luôn biết cảm nhận bài học sống đạo mà Chúa hôm nay và quyết tâm thực hành với tình yêu mến Chúa nồng nàn. Amen.